no looking back. Có lẽ là cách để tao quên đi 19 tháng vừa qua. Một quãng đường chưa thật xa, nhưng có lẽ là đã thỏa mãn rồi. Đủ rồi, rap như vậy là đủ rồi. Có lẽ phải ngưng tất cả để mà ngủ thôi. Khoan khoan, anh nhỏ đã rap lại hay chưa? Lũ nhà báo chơi nhạc rap bây giờ đã bớt giải hay chưa? Tình người rap lại hay chưa? Tìm lời đáp được hay chưa? Hay còn ngáp và chơi nhạc rap như viết với bóp là tụi mình say xưa. Có phải tao được gọi là một tứ phương bất bại? Liệu VD có được thành công mà không bị vướng chân vấp lại? Những thằng ngu ở ngoài kia giờ không còn sổ như chó dại. Khi đụng chạm một cách nó ra và gọi đó là thứ luôn có hại. Có phải rap răng bị cấm những từ gọi chung là chửi bới? Không phải tao rap chỉ vì ngày mai có tiền được gửi tới? Mà có phải là underground luôn coi set lớp là chủ đạo? Nếu như tất cả là có thì chắc rap về chi đựng trong hũ gạo. Tao vẫn rap và tao vẫn rap cho tới ngày mai. Tao vẫn rap để cho mày thấy được điều mày sai. Tao vẫn rap mặc cho mọi người coi tao là phản diện, nhưng nói được điều tao nghĩ dù có ra sao thì tao cũng mãn nguyện. Tao vẫn rap và tao vẫn rap cho tới ngày mai. Tao phải rap để cho mày thấy được điều mày sai. Tao vẫn rap mặc cho mọi người coi tao là phản diện, nhưng nói được điều tao nghĩ dù có ra sao thì tao cũng mãn nguyện. Tao không thích đích chính bản thân như kiểu tự trách mình, vì thế chẳng khác gì tự ăn cù của mình để thay đổi cách nhìn. Miệng đời nó vẫn còn đó, khó thì cố vượt qua. Đâu phải nhổ nước bọt vào mặt người khác thì mày sẽ được làm cha. Nếu trên đường mày đi là một đường thẳng và không có chỗ nào bắt bên, thì chắc là chẳng bao giờ mày chạm được những thành công ở phía trên. Bài nhạc thì cũng sẽ tới, quãng xuống và quãng lên, thì chẳng có gì bất ngờ khi một huyền thoại cũng có thể bị lãng quên. Và đừng bao giờ nói là mày sẽ sống chết vì rap, vì khi đối diện cái chết mày luôn cố tìm ra chỗ nắp. Và đừng bao giờ nói là mày sẽ sống chết vì rap, vì khi mày nhai thứ đó trong miệng tao thấy mày vẫn còn chỗ pháp. Và tao không muốn rap chỉ là những thứ âm nhạc vô bổ trên CMA. Tao muốn rap chỉ là một người dây bầu tâm sự mỗi khi tao say. Và lặp lặp la, đó là những điều mà tao nghĩ, nhưng có lẽ chỉ là bắt đầu. Tao vẫn rap và tao vẫn rap cho tới ngày mai. Tao vẫn rap để cho mày thấy được điều mày sai. Tao vẫn rap mặc cho mọi người coi tao là phản diện, nhưng nói được điều tao nghĩ dù có ra sao thì tao cũng mãn nguyện. Tao vẫn rap và tao vẫn rap cho tới ngày mai. Tao phải rap để cho mày thấy được điều mày sai. Tao vẫn rap mặc cho mọi người coi tao là phản diện, nhưng nói được điều tao nghĩ dù có ra sao thì tao cũng mãn nguyện. Sao vậy hả? Mày với dân VD á, vậy mãi mày đéo thằng nào nghe. Mày có chắc là mày sẽ gặp cho tới ngày mai? Vì ngày hôm qua hổng mày đã cứng một tháng ngày già. 2013 là cơn ác mộng tao khiến mày không dám ngoái nhìn lại. 2014 tao lại đè đầu khiến mày không dám nhìn vào tương lai. Không phải là tao muốn gây khó dễ, nhưng mày phải nên biết cách ngậm miệng lại trong khi có thể. Giờ đã quá trễ, nếu như mày thích thì chơi cái trò đóng vai phản diện, thì tao sẽ khiến giá trị âm nhạc mày không bằng ký tiền trên bàn phím. Và mày càng điếm thì cút trong bụng mày tao càng đi. Tao vẫn phản bác từng chắc sơ lồn của mày, nếu như mà mày càng lì. Và thằng homie của mày vẫn cố an ủi rằng mày còn có cơ hội. Đừng tin vì khi mua da tao quay qua nó thì nó sẽ để mày đứng chờ trội. Đôi khi buông xuôi là cách nắm bắt, hãy cố giữ lấy một chút thể diện còn lại trước khi nhắm mắt. Và hán tao thì vẫn còn đó, nếu không quá thì cứ việc chui. Nó nịch quá mạnh thì không có gì xấu hổ nếu như mày muốn được lui. Mày hãy quay đầu lại đi, sẽ không ai cười mày đâu. Hãy mau quay đầu lại đi để còn tiếng nói về sau. Mày hãy quay đầu lại đi, vì khi bắt đầu thì mày đã sai. Mày đóng một kẻ âm hiểu không hợp thì đã đến lúc mày phải trả vai. Mày hãy quay đầu lại đi, sẽ không ai cười mày đâu. Hãy mau quay đầu lại đi để còn tiếng nói về sau. Mày hãy quay đầu lại đi, vì khi bắt đầu thì mày đã sai. Mày đóng một kẻ âm hiểu không hợp thì đã đến lúc mày phải trả vai. Kẻ thù lớn nhất cuộc đời của mày là bản thân. Thứ cản chân mày bấy lâu là cái tôi quá lớn mày vẫn mang. Tao đã tự tay giết chết kẻ thù lớn nhất đời tao. Não chó như mày muốn hiểu ứng dụng nhạc tao phải đợi tới đời sau. Tao không chỉ là nhổ nước bọt, cái tao đem đến là kiến thức cấu trúc vần câu ứng dụng và punchline. Là khi tao vẽ một đường tách biệt giữa tao và đám đàn bà. Là khi tao đắm đến quê thứ thai, mẹ mày có thêm một vật để được làm cha. Và có lẽ đối với người khác mày có thể nhanh, nhưng đối với tao thì không. Tâm gan của mày với tao quá dễ để thấy. Mày vừa bắt đầu mới miệng sao cắt thì tao sẽ dập tắt ngay. Thôi chắc này chắc lại có thằng lắng lặng đi kiếm cục chỉ để cắt đây.
đúng là cưng hại anh thiệt. Cô làm bài như án tử nữa rồi vâng lại anh duyệt. Nếu không thể thì cứ im lặng, đừng ngại anh biết. Cứ kéo dài thì em chỉ còn có nước là thân bại danh liệt. Mày hãy quay đầu lại đi, sẽ không ai cười mày đâu. Hãy mau quay đầu lại đi để còn tiếng nói về sau. Mày hãy quay đầu lại đi, vì khi bắt đầu thì mày đã sai. Mày đóng một kẻ âm hiểu không hợp thì đã đến lúc mày phải trả vai. Mày hãy quay đầu lại đi, sẽ không ai cười mày đâu. Hãy mau quay đầu lại đi để còn tiếng nói về sau. Mày hãy quay đầu lại đi, vì khi bắt đầu thì mày đã sai. Mày đóng một kẻ âm hiểu không hợp thì đã đến lúc mày phải trả vai. Mày hãy quay đầu lại đi, sẽ không ai cười mày đâu. Hãy mau quay đầu lại đi để còn tiếng nói về sau. Mày hãy quay đầu lại đi, vì khi bắt đầu thì mày đã sai. Mày đóng một kẻ âm hiểu không hợp thì đã đến lúc mày phải trả vai. Mày hãy quay đầu lại đi, sẽ không ai cười mày đâu. Hãy mau quay đầu lại đi để còn tiếng nói về sau. Mày hãy quay đầu lại đi, vì khi bắt đầu thì mày đã sai. Mày đóng một kẻ âm hiểu không hợp thì đã đến lúc mày phải trả vai.